Bác sĩ tiết lộ thời gian nằm trong một ngày quyết định tuổi thọ, nằm bao nhiêu là đủ. Kính chào các khán thính giả đã quay trở lại với chuyên mục Sức khỏe tuổi già trên kênh Chuyện Nhân Quả. Các bạn thân mến, tuổi 60 là cột mốc đáng tự hào, nhưng cũng là thời điểm mà chúng ta cần đặc biệt quan tâm đến sức khỏe của mình. Có lẽ nhiều cô bác sẽ nghĩ rằng tuổi già đồng nghĩa với việc chúng ta có thể thoải mái dành nhiều thời gian nằm trên giường, nghỉ ngơi để đối phó với những căn bệnh và mệt mỏi. Tuy nhiên, liệu nằm nhiều có thực sự tốt cho sức khỏe và tuổi thọ của bạn không? Cơ thể con người được thiết kế để vận động, và sự linh hoạt đó không chỉ giúp duy trì thể chất mà còn quyết định đến tuổi thọ của bạn. Khi chúng ta có thể giảm thiểu thời gian nằm và thay vào đó tận dụng mọi cơ hội để đứng dậy và vận động sẽ mang lại cho sức khỏe của bạn những thay đổi tích cực tuyệt vời. Vậy, nằm bao nhiêu là đủ? Tại sao thời gian nằm trong một ngày lại có thể quyết định đến tuổi thọ của chúng ta? Hãy cùng chương trình tìm hiểu và lắng nghe những lời khuyên từ các chuyên gia ngay sau đây. Câu chuyện về ông Lâm, 62 tuổi ở Phú Thọ đã phải nằm liệt giường suốt một thời gian dài sau khi phải trải qua một ca phẫu thuật cấp cứu do gặp tai nạn. Ban đầu, ông Lâm cảm thấy rất vui vì đã vượt qua được ca phẫu thuật và đang dành thời gian để phục hồi sức khỏe. Tuy nhiên, sau một thời gian dài nằm im một chỗ trên giường bệnh và không hoạt động, ông bắt đầu cảm thấy cơ thể mình trở nên cứng đơ và không còn linh hoạt như trước. Mỗi ngày, ông Lâm cảm thấy khó khăn hơn khi cố gắng để đứng dậy và di chuyển xung quanh. Những cơn đau nhức từ các khớp bắt đầu xuất hiện, khiến cho mỗi bước đi của ông trở nên đau đớn hơn. Ông không còn có thể tham gia vào các hoạt động hàng ngày như trước và sự tự chủ của ông dần dần bị giảm sút. Bác sĩ đã giải thích rằng, thói quen nằm quá nhiều đã làm cho các cơ và khớp của ông Lâm trở nên cứng đơ và mất đi sự linh hoạt. Ông cần phải thực hiện các bài tập vật lý trị liệu để phục hồi sự linh hoạt của cơ bắp. Tuy nhiên, ông Lâm phải đối mặt với thách thức lớn khi phải vượt qua cảm giác sưng đau từ việc tập luyện, cùng với việc phải vượt qua tâm lý không mong muốn khi nhìn thấy bản thân mình trở nên yếu dần và không còn khỏe mạnh như lúc trước. Dần dần, cũng nhờ vào sự kiên nhẫn và quyết tâm, ông Lâm bắt đầu thấy sự cải thiện. Các bài tập vận động đã giúp ông tái tạo lại sự linh hoạt trong cơ thể và giảm đau nhức từ các khớp. Việc nằm quá nhiều có thể gây các ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, nhất là đối với những bộ phận sau mà ít ai trong chúng ta ngờ đến. 1. Ảnh hưởng đến cơ xương. Cô bác biết không, chức năng của hệ cơ xương hoạt động tối ưu nhất khi cơ thể chúng ta được chống đỡ trong tư thế đứng thẳng. Cùng với đó, các nhóm cơ quan trọng như cơ cổ, cơ lưng, cơ đùi, cơ bụng dưới, cơ mông và cơ bắp chuối đóng vai trò rất quan trọng trong việc duy trì tư thế này. Tuy nhiên, khi cô bác nằm nhiều hơn vận động, thì các nhóm cơ này sẽ phải chịu tác động tiêu cực nghiêm trọng. Khi thiếu đi sự vận động sẽ làm cho các nhóm cơ trên dần dần trở nên yếu và teo lại. Theo đó, sức mạnh cơ có thể giảm từ 20 đến 30% chỉ sau một tuần nằm trên giường. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến khả năng vận động của cơ bắp mà còn làm giảm sự linh hoạt của cơ thể khi càng cao tuổi. Điều đáng chú ý hơn đó là, sau khoảng thời gian này, để chúng ta có thể hồi phục sức mạnh của cơ và khả năng vận động như ban đầu sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức. Không chỉ có thế, thói quen nằm nhiều cũng gây ra sự suy giảm mật độ xương, từ đó ảnh hưởng đến cấu trúc thần kinh và làm cho cơ thể dễ mất thăng bằng, tăng nguy cơ té ngã. Rất nguy hiểm cô bác ạ. 2. Ảnh hưởng đến hệ tim và máu huyết. Các bạn cần biết rằng bên trong cơ thể con người, đặc biệt đó là hệ tim mạch, được thiết kế để hoạt động tốt nhất khi chúng ta ở tư thế đứng thẳng và vận động thường xuyên. Thế nên, khi bạn nằm quá lâu trên giường, máu huyết sẽ không được lưu thông đều đặn, từ đó dẫn đến hiện tượng chóng mặt hoặc thậm chí là ngất xỉu khi chúng ta cố gắng để thực hiện động tác đứng dậy. Nguyên nhân chính xảy ra tình trạng này là do khi việc giảm thiểu vận động, khiến cho lượng máu được bơm đi khắp cơ thể giảm sút, kéo theo đó là lượng oxy cần thiết cũng giảm đi đáng kể. Không những thế, khi chúng ta nằm nhiều còn khiến cho tim hoạt động kém hiệu quả hơn nữa. Điều này làm giảm khả năng bơm máu và ảnh hưởng đến cách mà cơ thể hấp thụ oxy. Một vấn đề đáng lo ngại khác là máu có thể trở nên đặc hơn sau thời gian dài nằm, từ đó có thể làm tăng nguy cơ hình thành các cục máu đông, đặc biệt là ở chân và phổi. Vì vậy, nếu sức khỏe cho phép, các bạn hãy cố gắng duy trì các hoạt động vận động nhẹ nhàng mỗi ngày nhé. Không chỉ giúp cải thiện sức khỏe mà còn bảo vệ hệ tim mạch và giảm thiểu nguy cơ bị các vấn đề liên quan đến máu huyết khi càng về cao tuổi. 3. Ảnh hưởng đến phổi và máu huyết. Các bạn thân mến, khi chúng ta dành quá nửa một ngày để nằm dài trên chiếc giường sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro khác cho sức khỏe, đặc biệt là những rủi ro đối với hệ hô hấp như viêm phổi và xẹp phổi. Lý do là vì khi cơ thể nằm yên,
các cơ trên cơ thể chúng ta sẽ không hoạt động, từ đó dẫn đến sự tích tụ chất lỏng trong phổi. Và sự tác động này không chỉ làm giảm khả năng hấp thụ oxy mà còn gây khó khăn cho việc loại bỏ carbon dioxide, từ đó làm cho hơi thở trở nên nặng nề và kém hiệu quả hơn. Bạn biết không, dù chúng ta cố gắng duy trì tư thế nằm thẳng thì cũng không thể cho phép phổi mở rộng tối đa khi thở, vì thế sẽ dẫn đến việc quá trình trao đổi khí bị hạn chế. Tình trạng này kéo dài có thể gây ra cảm giác khó thở, đặc biệt là đối với nhóm người cao tuổi đã ngoài 60. Vì ở trong giai đoạn này các bạn cần biết rằng dung tích phổi của chúng ta đã giảm dần theo thời gian. Thêm vào đó, khi cơ bụng và cơ ngực trở nên yếu hơn sau thời gian dài chỉ nằm một chỗ, việc loại bỏ chất nhầy bên trong phổi càng trở nên khó khăn hơn, từ đó ảnh hưởng đến cơ quan tiếp theo sau đây. 4. Ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa và bài tiết. Táo bón và các vấn đề liên quan đến tiểu tiện chính là những vấn đề thường gặp khi chúng ta bước qua ngưỡng tuổi 60. Chắc hẳn nhiều người trong chúng ta đã từng trải qua tình trạng này hoặc chứng kiến người thân của mình thường xuyên gặp phải, đúng không ạ? Nguyên nhân chính của tình trạng táo bón nằm ở tình trạng giảm sút hoạt động của ruột. Khi cơ thể ít vận động hơn, ruột cũng sẽ trở nên lười biếng và không đẩy chất thải ra ngoài một cách hiệu quả. Thêm vào đó, thói quen uống ít nước cũng góp phần không nhỏ vào tình trạng này, khiến chất thải trở nên khô cứng và khó di chuyển qua đường ruột. Bạn biết không, không chỉ gây ra táo bón, mà việc nằm quá lâu còn ảnh hưởng đến hoạt động của bàng quang. Khi cơ thể nằm nhiều hơn đứng, bàng quang của chúng ta không thể tống hết nước tiểu ra ngoài một cách hiệu quả. Điều này tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển trong bàng quang, từ đó làm tăng nguy cơ nhiễm trùng đường tiểu. Hơn nữa, khi nước tiểu bị ứ động lâu ngày trong bàng quang còn làm giảm khả năng tự vệ của cơ thể trước các vi khuẩn gây bệnh. Vậy chúng ta cần làm gì để giảm thiểu những nguy cơ này? Đầu tiên, hãy đảm bảo rằng cơ thể của bạn sẽ luôn được cung cấp đủ lượng nước mỗi ngày. Nước giúp làm mềm chất thải, dễ dàng di chuyển qua đường ruột và giảm nguy cơ táo bón. Đồng thời, việc thường xuyên bổ sung các thực phẩm giàu chất xơ như rau xanh, hoa quả cũng là một cách hiệu quả để hỗ trợ hoạt động của ruột. Đặc biệt là các bạn đừng quên dành ra ít nhất 15 phút vận động nhẹ nhàng mỗi ngày nhé. Dù chỉ là những động tác đơn giản như duỗi chân tay trên giường, cũng có thể giúp kích thích ruột và bàng quang hoạt động tốt hơn đó ạ. 5. Ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Cô bác có để ý rằng, khi phải nằm quá lâu trên giường do quá trình điều trị, thì không chỉ sức khỏe thể chất của chúng ta bị ảnh hưởng mà tâm trạng cũng dễ dàng trở nên u ám, lo lắng hoặc căng thẳng hơn không? Điều này có thể dẫn đến những vấn đề tâm sinh lý như trầm cảm, tự kỷ hoặc rối loạn giấc ngủ. Tuy nhiên, có một tin vui là chúng ta có thể phòng tránh những tình trạng này bằng cách duy trì hoạt động vận động nhẹ nhàng xuyên suốt quá trình điều trị. Các bạn có thể di chuyển xung quanh giường hay tập thể dục nhẹ nhàng hàng ngày như một liều thuốc bổ cho tinh thần. Những hoạt động đơn giản này không chỉ giúp tăng cường sự lưu thông của máu và oxy đến não bộ, mà bên cạnh đó còn góp phần cải thiện tâm trạng, giảm bớt căng thẳng và mang lại cảm giác thoải mái hơn. Điều này giống như một cách tự nhiên để chúng ta tự chăm sóc bản thân, giữ cho tâm trí luôn tươi mới và lạc quan vậy. Việc vận động cũng kích thích cơ thể sản sinh ra các hormone cảm giác tốt như endorphin, thứ được mệnh danh là hormone hạnh phúc. Những hormone này sẽ giúp chúng ta cảm thấy phấn chấn hơn, giảm bớt stress và mang lại sự thư giãn cần thiết. Đặc biệt, một giấc ngủ ngon cũng chính là phần thưởng đáng giá khi chúng ta chăm chỉ vận động. Ngủ đủ và ngon giấc không chỉ giúp cơ thể hồi phục mà còn tăng cường sức khỏe tinh thần, làm giảm nguy cơ mắc các rối loạn giấc ngủ và đem lại cảm giác an yên trong tâm hồn. Thật tuyệt vời phải không nào? Tuổi 60 là dấu mốc quan trọng trong cuộc đời mỗi người, nhưng cũng là giai đoạn mà chúng ta phải đối mặt với nhiều thách thức về sức khỏe và tâm lý. Bạn có bao giờ cảm thấy mình dễ chán nản hơn, ít muốn ra ngoài vận động hơn khi tuổi già gõ cửa? Đó không phải là điều lạ lùng gì mà là một hiện tượng vô cùng phổ biến. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu 4 lý do chính khiến người ở tuổi 60 dễ rơi vào tình trạng này, bao gồm sự thay đổi về cơ thể, tâm lý, môi trường sống và sự thiếu hụt các hoạt động xã hội nhé. 4 lý do khiến tuổi 60 dễ chán nản và lười vận động. 1. Tình trạng trầm cảm. Người cao tuổi thường gặp phải vấn đề về giấc ngủ do tình trạng trầm cảm. Căn bệnh tiềm ẩn này không chỉ gây ra sự mệt mỏi kéo dài, chán ăn và lờ đờ trong hoạt động hàng ngày, mà còn làm suy giảm khả năng giao tiếp và gây ra cảm giác buồn chán. Những triệu chứng này thường đi kèm với rối loạn giấc ngủ, khiến cho người bệnh khó có thể có một giấc ngủ đủ và sâu vào ban đêm, trái lại sẽ liên tục nằm và ngủ li bì vào ban ngày. Điều đáng lo ngại hơn nữa là đa số người cao tuổi thường không nhận biết và không được điều trị kịp thời cho tình trạng trầm cảm này.
2. Mất hứng thú với cuộc sống. Sự lười biếng và cảm giác không hứng thú với cuộc sống có thể khiến người cao tuổi chúng ta chìm vào giấc ngủ suốt ngày. Cảm giác nhàm chán và mất hứng thú là những vấn đề nghiêm trọng khiến cho người cao tuổi có xu hướng dành nhiều thời gian hơn cho giấc ngủ khi nhu cầu về tinh thần, thể chất và cảm xúc không được chăm sóc đúng cách. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần mà còn có thể gây ra những hậu quả lâu dài đáng lo ngại. Hậu quả của việc ngủ suốt ngày có thể là sự phát triển của trạng thái trầm cảm. Khi mất đi hứng thú và niềm vui trong cuộc sống, người già sẽ dễ rơi vào tình trạng trầm cảm, mà từ đó dẫn đến việc tăng cường giấc ngủ như một cách để trốn tránh thực tại. Để ngăn chặn tình trạng này, quan trọng nhất là tinh thần phải luôn được chăm sóc. Việc tham gia vào các hoạt động xã hội, tập thể dục nhẹ nhàng và tìm kiếm sự hỗ trợ tâm lý từ gia đình và bạn bè là cực kỳ quan trọng. 3. Do tác dụng của thuốc. Người cao tuổi thường phải đối mặt với nhiều bệnh lý và sử dụng nhiều loại thuốc để điều trị. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là một số loại thuốc này có thể gây ra một loạt các tác dụng phụ, trong đó có tác dụng gây buồn ngủ. Các loại thuốc như kháng histamine, điều trị bệnh Parkinson và điều trị bệnh tim mạch thường gây ra tình trạng buồn ngủ. Phản ứng này có thể khiến cho người cao tuổi cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ suốt cả ngày mà không có sự kiểm soát. Kết quả là khiến ngủ ly bì và không thể giữ sự tỉnh táo trong thời gian dài, gây ra tình trạng nằm quá nhiều thay vì phải vận động. 4. Sa sút trí tuệ. Buồn ngủ ban ngày và thói quen ngủ nhiều có thể là những dấu hiệu đáng chú ý của chứng mất trí nhớ, hay còn gọi là sa sút trí tuệ ở người cao tuổi. Người mắc chứng này thường trải qua các biểu hiện ngủ không bình thường, bao gồm mất ngủ vào ban đêm và thói quen ngủ rũ vào ban ngày. Điều này là do sự thay đổi trong cách não kiểm soát giấc ngủ, một hiện tượng đặc biệt phổ biến ở những người bị mất trí nhớ. Các vấn đề liên quan đến giấc ngủ thường trở nên rõ ràng hơn ở những người cao tuổi mắc bệnh Alzheimer, một trong những căn bệnh gây ra sa sút trí nhớ nghiêm trọng nhất. Cùng với việc gây ra các vấn đề về trí nhớ và khả năng tư duy, Alzheimer cũng thường làm biến đổi chu kỳ giấc ngủ, làm mất đi sự đều đặn và đảm bảo cho giấc ngủ. Điều cần làm để hạn chế tình trạng ngủ nhiều ở người cao tuổi. Nếu thấy người cao tuổi chúng ta ngủ nhiều hơn bình thường thì cần phải nên lưu tâm. Điều quan trọng là xác định vấn đề giấc ngủ với nguyên nhân và các triệu chứng đi kèm. Xem xét các loại thuốc đang uống của người cao niên trong nhà, trao đổi với bác sĩ và hỏi về tác dụng phụ của những loại thuốc này. Có thể thay đổi đơn thuốc để xem liệu có cải thiện tình trạng bệnh hay không. Nếu do bệnh Alzheimer, thì cần nên thiết lập thói quen ngủ vào giờ nhất định với những điều kiện thoải mái hỗ trợ cho giấc ngủ cùng xây dựng mức độ hoạt động thể chất phù hợp vào ban ngày. Nếu người già cảm thấy bị bỏ rơi và điều này khiến cho tinh thần cảm thấy buồn bã, chán nản, thì cần có giải pháp là quan tâm, nói chuyện cũng như tham gia các hoạt động hữu ích để cảm thấy cuộc sống năng động, giàu ý nghĩa hơn. Tuy nhiên, có một số người cao tuổi bắt buộc phải duy trì trạng thái nằm trên giường để trị liệu và điều trị bệnh. Đến khi cơ thể đã hồi phục, do cơ thể đã nằm quá lâu dẫn đến các khớp bị tê cứng khó có thể hoạt động lại như bình thường. Và trường hợp này bạn chỉ cần thực hiện một vài động tác thể dục đơn giản trước khi ra khỏi giường để giúp giãn xương cốt và giúp cơ thể cảm thấy khỏe khoắn, sảng khoái hơn. Theo tiến sĩ Beth Fresh, người đứng đầu chương trình chăm sóc sức khỏe tại Viện Nghiên cứu và Phục hồi Đột quỵ, Bệnh viện Phục hồi Chức năng Spalding, cho biết, việc kéo giãn người trước khi ra khỏi giường sau một thời gian dài mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể. Nó giúp đánh thức cơ thể, cải thiện lưu thông máu, kích hoạt các hệ thống giao cảm, hệ tiêu hóa và các bộ phận khác. Điển hình là những động tác dưới đây. Động tác 1. Khởi động. Đầu tiên, bạn gạt bỏ chăn gối ra khỏi giường để có thể thực hiện động tác một cách dễ dàng. Bắt đầu bài tập với một vài động tác để làm nóng cơ thể và giúp máu lưu thông tốt hơn. Bạn nằm ngửa trên giường, thực hiện đưa đầu gối và bàn chân lên không trung, chân vuông góc 90 độ với mặt đất. Sau đó, co và gập cẳng chân xuống tạo góc vuông thành với đầu gối. Tiếp theo, xoay và di chuyển cổ chân qua lại. Kế tiếp, bạn ngồi dậy nhẹ nhàng, từ từ nhìn sang trái rồi sang phải. Sau đó, thực hiện động tác xoay vai vài lần rồi đưa hai tay ngang trước mắt và thực hiện các động tác gập bắp tay và cổ tay lên xuống nhiều lần. Động tác 2, kéo giãn toàn bộ cơ thể với một dải băng. Bạn nằm ngửa trên giường, hai chân mở rộng bằng vai. Hai tay xuôi dọc hai bên hông và cầm lấy dải băng. Từ từ nhấc dải băng lên trần nhà, qua đầu và hạ xuống giường. Toàn thân duỗi căng và giữ tư thế khoảng 30 đến 60 giây rồi lặp lại động tác vài lần. Động tác kéo giãn toàn bộ cơ thể này sẽ giúp cho cơ thể giải phóng được tình trạng bị căng cứng sau giấc ngủ dài.
Động tác 3, kéo đầu gối. Bạn trở về tư thế ban đầu, nằm ngửa hai chân mở rộng. Co đầu gối trái lên, dùng hai tay ôm chặt mặt sau đùi trái và kéo về phía trước ngực. Chân phải bạn duỗi thẳng mu bàn chân và giữ cho đùi, bắp chân áp sát xuống giường. Giữ tư thế trong khoảng 30 đến 60 giây rồi lặp lại với bên còn lại. Động tác này sẽ giúp bạn kéo giãn các cơ ở đùi và bắp chân. Động tác 4, kéo căng cơ tứ chi. Bạn nằm nghiêng về bên trái, hai chân xếp chồng lên nhau. Tiếp theo, dùng tay phải kéo chân phải về phía sau cơ thể, chân còn lại duỗi thẳng. Lặp lại động tác tương tự với bên còn lại và thực hiện động tác khoảng 2 đến 3 lần. Động tác này sẽ giúp kéo giãn cơ ở phần đùi và mông. Động tác 5, giãn gân kheo bằng giải băng. Bạn trở về tư thế nằm ngửa, duỗi thẳng chân trái rồi giơ chân phải lên, dùng dây mắc vào gang bàn chân. Giữ chặt dây bằng hai tay rồi từ từ duỗi thẳng chân phải hướng lên trần nhà. Lặp lại động tác với bên còn lại. Động tác này sẽ giúp kéo giãn gân kheo, các cơ ở chân và tốt cho lưng. Động tác 6, tư thế của trẻ con. Đối với tư thế này, bạn nằm úp xuống giường, dùng hai tay, hai chân và hai đầu gối để trụ, lòng bàn tay tiếp xúc mặt giường. Hai đầu gối cách nhau ngang hông, ngón chân khép chặt vào nhau, đầu và cổ thẳng hàng. Từ từ duỗi hai cánh tay thẳng và kéo hông về phía sau chạm mông, hạ trán trên mặt giường. Rồi trở về tư thế ban đầu và lặp lại động tác vài lần. Tư thế này giúp kéo giãn các bó cơ dọc cánh tay, vai và lưng. Động tác 7, tư thế rắn hổ mang. Ở tư thế rắn hổ mang, bạn nằm úp, hai chân dang rộng bằng vai, mu bàn chân duỗi thẳng, đầu ngón chân hướng xuống đất. Kế tiếp, đặt hai bàn tay dưới vai, lòng bàn tay hướng xuống. Dùng lực ấn lòng bàn tay xuống giường để từ từ nâng đầu, vai ngực lên. Giữ nguyên tư thế trong khoảng 30 đến 60 giây và lặp lại động tác vài lần. Tư thế này giúp kéo giãn cơ ở các vùng bả vai, lưng và ngang ngực, giúp tăng độ linh hoạt của cột sống và giảm triệu chứng đau lưng thường gặp ở người cao tuổi. Thói quen nằm nhiều không chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của người cao tuổi mà còn làm suy giảm sự linh hoạt của cơ thể. Để đối phó với tình trạng này, hãy dành một ít thời gian mỗi ngày để thực hiện những bài tập khởi động nhẹ nhàng. Điều này không chỉ giúp cải thiện sự linh hoạt của các khớp mà còn kích thích sự tuần hoàn máu, giữ cho cơ thể luôn tràn đầy năng lượng. Hãy nhớ rằng, việc duy trì hoạt động thường xuyên là chìa khóa để giữ cho cơ thể khỏe mạnh đồng thời giảm nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe liên quan đến thói quen hay nằm nhiều. Hãy bắt đầu từ những bài tập nhẹ nhàng và dần dần tăng cường độ cũng như tần suất khi cơ thể bạn cảm thấy sẵn sàng. Quan trọng nhất là hãy làm cho việc tập luyện trở thành một phần không thể thiếu trong lối sống hàng ngày để tuổi già chúng ta có thể tận hưởng một cuộc sống khỏe mạnh và linh hoạt hơn mỗi ngày các bạn nhé. Các bạn thân mến, có người nói vui rằng khi chúng ta gặp nhau thường tay bắt mặt mừng rồi chia tay hẹn gặp nhau lần khác. Nhưng gặp nhau ở đâu thì gặp chứ đừng hẹn gặp nhau trong bệnh viện, vì bệnh viện là nơi mà chẳng ai muốn đến. Nhưng dù muốn hay là không muốn, rồi sẽ có một ngày bất kỳ ai trong chúng ta cũng có lúc phải vào bệnh viện. Khi vào đây rồi, chúng ta mới thấy rằng những tham vọng ham muốn của cuộc đời mình bỗng chốc chẳng còn nhiều ý nghĩa. Chẳng phải lúc đó ai cũng chỉ mong có sức khỏe hay sao? Bác sĩ tiết lộ cho những ai đã ngoài 60 một bí mật về sự trường thọ rằng chỉ cần bạn ăn món rau này, máu sẽ lưu thông lên não và giúp chúng ta sống lâu hơn. Tuy nhiên các bạn cũng đừng quá chủ quan khi tiếp cận với chúng, vì nếu không bạn có thể gặp phải nguy cơ tổn thọ và mắc bệnh khi về già. Rau dền chính là một loại rau phổ biến và dễ tìm thấy ở các khu vườn hoang hay sườn ruộng. Dù đây chỉ là một loại rau dại nhưng lại mang rất nhiều lợi ích cho sức khỏe của người cao tuổi. Tuy nhiên, không phải ai cũng thích hợp với việc sử dụng loại rau này. Vậy nên trong video ngày hôm nay, Chuyện Nhân Quả sẽ cùng bạn khám phá về các tác dụng của rau dền thông qua công thức món ăn mà những đối tượng nào không nên tiêu thụ nó. Hãy cùng Chuyện Nhân Quả khám phá thêm chi tiết nhé! Trong công thức món ăn ngày hôm nay, chúng ta sẽ sử dụng rau dền xanh và rau dền đỏ. Hai loại rau này đều giàu chất dinh dưỡng và có tính chất chữa bệnh. Rau dền xanh và rau dền đỏ có chứa nhiều loại vitamin khoáng chất và chất chống oxy hóa, giúp cải thiện sức khỏe của cơ thể.
Sâu dền cũng là một nguồn cung cấp canxi vô cùng quan trọng, giúp tăng cường sức đề kháng và bảo vệ hệ xương cho chúng ta khi về già. Khi bạn kết hợp cả hai loại sâu dền này trong cùng một món ăn, sẽ mang lại hương vị vừa thơm ngon hấp dẫn, mà bên cạnh đó còn giúp cơ thể hấp thụ được nhiều chất dinh dưỡng cần thiết hơn đấy ạ. 1. Giúp cung cấp canxi, ngăn ngừa loãng xương. Bạn biết không, rau dền không chỉ là một nguồn khoáng chất quý giá mà còn có thể chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi chúng ta một cách toàn diện. Thành phần dưỡng trong loại rau này rất phong phú, đặc biệt là với hàm lượng canxi dồi dào. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng hàm lượng canxi trong rau dền có thể cao gấp 3 lần so với rau cải bó xôi và cao gấp 2 lần so với sữa. Điều này chứng tỏ rằng sâu dền không chỉ chứa một nguồn canxi giàu có mà còn là một lựa chọn tuyệt vời để bạn có thể gián tiếp bổ sung canxi vào cơ thể của mình. Lượng canxi bổ sung này sẽ giúp tăng cường độ cứng của xương, đồng thời giảm thiểu nguy cơ loãng xương và các bệnh lý liên quan đến thiếu canxi khi chúng ta càng về già. 2. Giảm viêm và tăng cường hệ miễn dịch. Trong rau dền có những đặc tính chống viêm vô cùng mạnh mẽ. Các chuyên gia dinh dưỡng đã chỉ ra rằng chuỗi peptide có trong rau dền có khả năng giúp làm giảm tình trạng viêm và sưng, làm dịu cơn đau nhanh chóng. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc bảo vệ các tế bào khỏe mạnh của cơ thể chúng ta khỏi sự tấn công của các gốc tự do là mầm, móng gây ra những căn bệnh ung thư quái ác. Đặc biệt hơn là đối với các bệnh nhân đái tháo đường, ăn rau dền thường xuyên có thể giúp họ duy trì mức đường huyết ổn định trong máu, từ đó giúp kiểm soát tình trạng bệnh đái tháo đường chuyển biến tốt hơn. Ngoài ra thì rau dền còn có khả năng làm giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến mức đường huyết và cholesterol ở người cao tuổi như thừa cân, béo phì, mỡ trong máu. Bây giờ chúng ta sẽ đem toàn bộ phần rau dền vừa hái này đi rửa sạch các bạn nhé. 3. Cải thiện tình trạng thiếu máu. Bạn có thể sẽ bất ngờ khi nghe đến lúc bạn ăn rau dền cũng là lúc cơ thể chúng ta được bù máu nhờ vào vai trò quan trọng trong việc cải thiện tình trạng thiếu máu do thiếu sắt của loại rau dại này. Với hàm lượng sắt đáng kể vốn có, rau dền giúp tăng cường sản xuất hemoglobin và tạo ra các tế bào hồng cầu trong cơ thể chúng ta, từ đó sẽ giúp bạn giảm thiểu tình trạng cảm thấy đau đầu chóng mặt khi về già. Bên cạnh đó, rau dền còn có khả năng cải thiện chất lượng tiêu hóa. Với hàm lượng chất xơ cao gấp 3 lần so với lúa mì, rau dền sẽ giúp cho quá trình tiêu hóa diễn ra suôn sẻ hơn, ngăn ngừa tình trạng táo bón thường xảy ra khi chúng ta càng cao tuổi. Và đây là toàn bộ phần rau dền mình đã rửa sạch. Mình sẽ để sang một bên nhé. Bây giờ các bạn sẽ chuẩn bị thêm 4 củ tỏi như thế này. Sau đó, hãy băm nhỏ tỏi. Bạn biết không, tỏi hoạt động như một hoạt chất kháng sinh tự nhiên mà không gây tác dụng phụ gì với cơ thể. Hoạt chất chính có trong nó là allicin. Ngoài ra thì hợp chất sudai có trong tỏi cũng có tác dụng kháng khuẩn và kháng nấm vô cùng hiệu quả đấy ạ. Đây vốn là một trong những loại gia vị quen thuộc trong nhà bếp, rất tốt cho tim mạch. Trong tỏi có chứa sulfide, kích thích sản xuất oxit nitrit, giúp cải thiện độ đàn hồi của máu, làm giảm huyết áp và ổn định huyết áp. Điều này giúp giảm nguy cơ đột quỵ và sơ vữa động mạch khi về già. Tỏi còn được biết đến với chức năng là kiểm soát đường huyết. Việc sử dụng tỏi thường xuyên giúp giảm hormone insulin, một nguyên nhân dẫn đến bệnh đái tháo đường và bệnh tim mạch. 4. Giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến mức đường huyết và cholesterol. Khi người cao tuổi chúng ta tích cực sử dụng rau dền trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày, không chỉ là một cách để giúp cho các bữa ăn thêm phần hấp dẫn, mà còn bổ sung đầy đủ các vitamin cần thiết cho cơ thể. Rau dền không chỉ giúp tăng cường sức đề kháng, mà còn có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm như chứng thừa cân béo phì và bệnh tim mạch. Những nghiên cứu gần đây đã chứng minh rằng việc bạn thường xuyên ăn rau dền có thể giúp kiểm soát cân nặng và giảm nguy cơ béo phì. Điều này là nhờ vào hàm lượng chất xơ cao trong rau dền sẽ khiến chúng ta có cảm giác no lâu hơn và từ đó dễ dàng kiểm soát lượng calo tiêu thụ hàng ngày. Hơn nữa, rau dền
cũng chứa ít sức chất béo và cholesterol, từ đó sẽ giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch như đau thắt ngực, đau tim và đột quỵ. Đồng thời, hàm lượng chất chống oxy hóa trong rau dền cũng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ mạch máu và ngăn chặn sự quá trình oxy hóa, từ đó giảm nguy cơ mắc phải các vấn đề tim mạch khi đã ngoài 60. Dưới đây là một vài gia vị mà bạn cần chuẩn bị cho món ăn này. Hãy đem hòa tan toàn bộ phần gia vị này. Bây giờ các bạn hãy chuẩn bị một cái chảo và đổ dầu vào chảo. Sau đó bật bếp và làm nóng chảo. Khi dầu đã nóng như thế này, hãy cho toàn bộ phần tỏi vào và phi thơm. Khi bạn thấy phần tỏi dậy mùi thơm và chuyển sang màu hơi vàng, thì hãy cho toàn bộ phần sốt vào, đun sôi, sau đó cho rau dền và nấu theo phương pháp nấu lửa nhỏ mà mình đã từng chia sẻ. Và đậy vung lại nấu trong khoảng 3 phút. Theo tiến sĩ Son, có một bí quyết nấu ăn dinh dưỡng, đó là nấu thức ăn với lửa nhỏ. Dù việc nấu ăn như vậy cần nhiều thời gian hơn, nhưng khoa học ngày nay đã chứng minh rằng lợi ích của phương pháp này mang lại cho sức khỏe là cực kỳ lớn. Khi bạn nấu ăn với lửa nhỏ, sẽ đảm bảo rằng thức ăn không bị nấu quá chín. Do đó, nếu giữ lại được các chất dinh dưỡng và làm cho thức ăn dễ tiêu hóa hơn và hấp thụ nhiều hơn. Kỹ thuật nấu thức ăn ở lửa nhỏ cũng thể hiện qua việc chế biến các loại thảo dược và làm cho chúng có giá trị dược liệu cao hơn. Đây là một cách khoa học để tạo ra những bữa ăn ngon và bổ dưỡng cho mọi người, đặc biệt là những người cao tuổi, quan tâm đến sức khỏe và dinh dưỡng. Sau khi đã nấu được trong vòng 3 phút như vậy, bạn hãy tắt bếp và món ăn này đã hoàn thành. Hãy cho ra đĩa và thưởng thức nó với một món ăn như thế này. Đảm bảo ai cũng sẽ thích và ăn rất nhiều. Tuy nhiên, để duy trì sức khỏe tốt, mỗi tuần bạn chỉ nên sử dụng từ 2 đến 3 bữa dền. Hãy thường xuyên thay đổi loại rau trong mỗi tuần để đảm bảo hấp thu hàm lượng dinh dưỡng và các loại vitamin đa dạng nhất cho cơ thể. Điều này sẽ giúp bạn duy trì một chế độ ăn uống cân đối và đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho cơ thể. Bị ba bệnh này tuyệt đối không ăn rau dền. Tuy rằng rau dền có nhiều giá trị dinh dưỡng cao và nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe, nhưng không phải ai cũng phù hợp với loại rau này đâu các bạn. Có những trường hợp chúng ta cần hạn chế hoặc không nên ăn rau dền càng tốt. Một phụ nữ mang thai. Tôi muốn chia sẻ với các bà mẹ, đặc biệt là những bà mẹ đang mang thai, về việc cần phải thật cẩn trọng khi tiêu thụ rau dền. Mặc dù loại rau này rất giàu dinh dưỡng và có nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng bên cạnh đó cũng có thể gây hại đối với thai phụ, đặc biệt dễ bị hàn khí xâm nhập từ loại rau này. Theo y học cổ truyền, rau dền được coi là một loại thực phẩm tính mát, do đó có khả năng làm hại đến sức khỏe của cả mẹ và thai nhi nếu sử dụng quá mức. Những bà mẹ có cơ địa yếu hoặc bị hư hàn nên hạn chế tiêu thụ rau dền để tránh gây ra các vấn đề không mong muốn cho sức khỏe của mình. Trong quá trình mang thai, việc chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng là vô cùng quan trọng. Do đó, những bà mẹ nên tìm hiểu kỹ về các loại thực phẩm mình tiêu thụ và nên tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để có lời khuyên phù hợp nhất. 2. Người đang gặp các vấn đề về tiêu hóa và đường ruột. Việc ăn rau dền có thể không phù hợp cho những người đang trải qua tình trạng tiêu chảy, đặc biệt là những người cơ thể đang ở trạng thái hàn, dễ bị lạnh bụng. Loại rau này có tính mát, có thể làm tăng tình trạng tiêu chảy và gây ra nhiều vấn đề khác cho sức khỏe. Đối với những người đang trải qua tiêu chảy, việc hạn chế hoặc tránh tiêu thụ rau dền là cần thiết để tránh làm nặng thêm tình trạng tiêu chảy và ảnh hưởng đến sức khỏe chung. Thay vào đó, họ có thể tìm kiếm các loại thực phẩm khác phù hợp hơn để bổ sung dinh dưỡng và giữ cân bằng cho cơ thể. 3. Người đang bị viêm khớp dạng thấp, bệnh gút hay sỏi thận. Trong rau dền có chứa một lượng nhỏ axit oxalic, một chất có thể gây ức chế cơ thể hấp thụ canxi, kẽm và một số khoáng chất khác. Hậu quả của việc này là những chất này có thể tích tụ lại và tạo thành sỏi oxalat trong cơ thể. Đối với những người cao tuổi mà nói, việc cân nhắc lượng rau dền tiêu thụ là rất quan trọng để tránh tình trạng tích tụ các khoáng chất và gây ra các vấn đề sức khỏe. Nếu bạn đang từng gặp vấn đề về sỏi thận hoặc có tiền sử về các vấn đề liên quan đến tích tụ khoáng chất, bạn có thể muốn hạn chế tiêu thụ rau dền hoặc tìm cách thay thế bằng các loại rau khác có ít axit oxalic hơn.
Vì vậy, khi được hỏi về những ai không nên ăn sâu dền, các bác sĩ thường sẽ khuyến cáo rằng các bệnh nhân bị viêm khớp, sỏi thận và bệnh gút không nên tiêu thụ loại sâu này. Dưới đây là một số lưu ý cần ghi nhớ khi sử dụng sâu dền. Đầu tiên, hãy chỉ ăn một lượng sâu dền vừa phải để tránh việc tiêu hóa trở nên khó khăn và dẫn đến tiêu chảy. Điều này cũng giúp tránh tình trạng đầy hơi sau khi ăn, khiến bạn cảm thấy không thoải mái hơn. Thứ hai, tuyệt đối tránh kết hợp sâu dền với quả lê trong bữa ăn. Kết hợp này có thể gây ra cảm giác buồn nôn và ốm, thậm chí là sốt. Thứ ba, luôn rửa sâu dền thật sạch với nhiều nước trước khi chế biến. Sâu dền thường được chăm sóc nhiều và dễ dàng bám tạp chất. Nghiên cứu và các chuyên khoa khuyến nghị rằng, sau khi nấu chín, sâu dền không nên được hâm nóng hoặc ăn lại. Chỉ nên sử dụng một lần duy nhất để tránh tác động của nhiệt độ lên thành phần nitrat trong lá sâu dền, có thể chuyển hóa thành nitrit, một hoạt chất được liên kết với nguy cơ mắc bệnh ung thư. Thứ tư, tránh kết hợp sâu dền với thịt ba ba trong các món ăn. Khi chế biến món ăn từ sâu dền, không nên kết hợp với thịt ba ba hoặc ăn kèm món thịt ba ba trong cùng bữa ăn, vì có thể gây ra tình trạng ngộ độc. Những lưu ý trên giúp bạn một cách tiếp cận, an toàn và tận dụng các lợi ích dinh dưỡng của sâu dền mà không gặp phải các vấn đề sức khỏe không mong muốn. Chắc rằng qua những chia sẻ trên, bạn đã nhận được những thông tin về sâu dền và cách sử dụng nó một cách an toàn và hữu ích. Nếu sau khi sử dụng sâu dền mà bạn gặp phải những triệu chứng không thoải mái như đau bụng, đầy hơi, khó tiêu hoặc buồn nôn thì nên hạn chế tiêu thụ loại sâu này trong bữa ăn hàng ngày và nên tham khảo ý kiến của bác sĩ nếu tình trạng không được cải thiện. Đối với những người cao tuổi, việc chăm sóc sức khỏe luôn là ưu tiên hàng đầu. Hãy thường xuyên kiểm tra sức khỏe, tuân thủ chế độ ăn uống cân đối và tận dụng những thảo luận về sức khỏe để duy trì một cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc khi về già. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa, đừng quên nhấn nút thích và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.